Đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng đầu, nhưng chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt bổ sung trái cây giàu dinh dưỡng, có thể giảm nguy cơ. Dưới đây là năm loại trái cây hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ nên bổ sung hàng ngày. Một, chuối. Chuối là nguồn cung cấp kali dồi dào, một chất khoáng quan trọng giúp kiểm soát huyết áp. Huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất của đột quỵ. Kali trong chuối giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, làm giảm căng thẳng lên các mạch máu và giúp duy trì huyết áp ổn định. Ăn chuối thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ do cao huyết áp. Hay táo. Táo chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa như flavonoid và quercetin, có khả năng cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm viêm. Những hợp chất này có thể giúp bảo vệ các mạch máu, ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông, nguyên nhân chính gây đột quỵ. Một quả táo mỗi ngày không chỉ giữ cho hệ tim mạch khỏe mạnh mà còn hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ. 3. Ổi Ổi có nhiều vitamin C, chất xơ, tham gia điều hòa hàm lượng đường trong máu, ổn định lượng chất béo trung tính triglyceride và cholesterol trong cơ thể. Ổi còn giàu các dưỡng chất như vitamin nhóm B, kali, magi, canxi, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ. 4. Cam Cam chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và chất sơ, giúp cải thiện sức khỏe của tim và mạch máu. Chất flavonoid trong cam có khả năng làm giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu và giảm huyết áp, góp phần vào việc giảm nguy cơ đột quỵ. Một ly nước cam mỗi ngày không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp bảo vệ hệ tim mạch. 5. Bơ. Bơ là một trong những loại trái cây giàu chất béo lành mạnh, đặc biệt là axit béo không bão hòa đơn có tác dụng giảm mức cholesterol xấu LDL và tăng cholesterol tốt HDL. Việc kiểm soát mức cholesterol trong máu là rất quan trọng để giảm nguy cơ đột quỵ. Bơ cũng cung cấp kali và chất chống oxy hóa, giúp duy trì huyết áp ổn định và bảo vệ các mạch máu. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng